Đã lâu rồi đôi lứa cách đôi nơi, tơ duyên xưa còn hay mất. Mai trường ơi, em tôi còn học nữa hay ra đi từ đô nào? Ngày xưa đó ta hay đón diều nhau đi trên con đường lẻ loi. Mấy năm qua rồi em anh không gặp nữa, bao yêu thương và nhớ anh xin chép nên thơ vào những đêm buồn. Mưa rơi từng đêm, mưa triền miên trên đồn khuya, lòng ai thương nhớ vô biên. Thương anh thương ngày đó em nhìn anh mắt hoen sầu, không nói nên câu ra từ. Mong anh mong làm sao cho tình duyên không nhạt phai theo năm tháng thoáng qua mau. Yêu em nhiều lắm nhưng tình ta vẫn chưa thành, khi núi sông còn điều linh. Ở phương này vui kiếp sống trình nhân nhưng không quên. Em xin giới thiệu, đây là dàn mini, model là Sony M333NT. Dàn này full chức năng CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Mình đang nghe nhạc qua chức năng đĩa MD, đĩa CD nha. Bây giờ em sẽ test nhạc qua MD cho các anh tham khảo. Chiều cao của loa là 22cm, chiều ngang cả bộ dàn là 45cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20-25m2. Ngoài chức năng CD MD OK ra thì dàn có ngõ USB nhận dàn là sao cặc rời. Ngõ optical dùng giải mã DAC kết nối mắt TV không cần mồi. Đây là những tính năng mà hầu như các anh rất là cần để sử dụng trên bộ dàn. Ngõ ao ít kết nối điện thoại, TV, máy tính và nhiều thiết bị ngoại vi khác. Công suất âm ly là 55W, công suất lo là 100W trên cặp lo. Wow, là góc cạnh rất đẹp nha. Và điều đặc biệt, dàn này có chức năng nét MD, dùng để ghi chép MD. Cái này các anh nghiên cứu nha, em chỉ giới thiệu thôi. FM tần số là 90MHz. Bộ dàn cực kỳ đẹp, góc cạnh rất đẹp. Bộ dàn không chơi gì ở ngoại hình hết. Thật hài hước, biết nhau phút giây này, sợ ngày mai cách xa nhau, sợ câu tà tư và sợ đường tình hát lối. Thì tôi chỉ xin anh, nếu yêu nhau mình nên thật lòng. Chuyện yêu đương thương thương nhớ nhớ là thương. Mình sẽ nghe bài số 9 của ca sĩ Trường Vũ. Bên em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, các anh nhận hàng tại nhà. Anh mua bộ vàng này thì cọc giúp em 300.000, số tiền còn lại bưu điện sẽ thu hộ. Bên em bán hàng không bao ship nên khi các anh nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Số điện thoại 0931008099, các anh cứ gọi đến số này để em tư vấn hoặc nhắn tin Zalo cho em cũng qua số này luôn, để em gửi hình ảnh chi tiết mặt trước và sau của bộ vàng cho các anh tham khảo trước khi mình chốt hàng. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Biết rằng mãi chia đôi người đôi ngả, tôi xin anh đừng buồn. Chúng ta chung đời lính chiến phong sương, quê nhà với muôn phương. Đường trần dù trong gai ta đi vì lý tưởng, đi xây mộng cho đời, quên đi vạn sâu nhớ. Ta cùng mơ ước ngày về thăm đất mẹ đẹp tình yêu.